thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ. Đây là chương trình giải trí sinh động mang tính đồng đội cao. Mỗi đội gồm 2 thí sinh, điểm số của từng đội tùy thuộc vào kiến thức, sự phối hợp đồng đội và khả năng hài hước của các thành viên. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Thí sinh tham gia chương trình có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Thí sinh tham dự đăng ký theo đội. 2. Thí sinh đến đăng ký tham gia mang theo một tấm hình 3x4 và giấy khai sinh để đối chiếu độ tuổi theo quy định. 3. Thí sinh đến tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và chấp hành đúng quy định của ban tổ chức. 4. Thời gian đăng ký ngày 16 tháng 3 năm 2008, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8292737 8222517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Những Người Bạn Nhỏ. Thông báo tuyển sinh chương trình trò chơi truyền hình mang tên Hội Ngộ Bất Ngờ. Chương trình là nơi hội ngộ đầy bất ngờ và thú vị của các bạn trẻ. Các bạn sẽ cùng nhau thi tài ca hát, đọc ca dao tục ngữ và chơi các trò chơi dân gian vui nhộn được tái hiện theo phong cách hiện đại sôi nổi, trẻ trung. Ban tổ chức thông báo tuyển chọn thí sinh tham dự chương trình với các điều kiện sau đây. 1. Thí sinh nộp đơn theo nhóm gồm 5 bạn nam hoặc 5 bạn nữ. 2. Tuổi từ 18 đến 30. 3. Năng động, nhanh nhẹn, duyên dáng. 4. Ít nhất một người trong nhóm có khả năng biểu diễn ca hát. Thời gian đăng ký từ ngày 13 tháng 3 năm 2008, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Địa điểm đăng ký: Công ty Kiết Tường, lầu 7, phòng 701, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 9101473. Bàn tay sạch của người buôn bán chế biến thực phẩm là một trong những yếu tố quyết định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bàn tay là cầu nối tốt nhất, dễ dàng nhất để vi khuẩn, chất độc hại lây truyền. Chính vì vậy, người chế biến thực phẩm nấu ăn, dọn ăn, phân chia thức ăn cho tập thể hay gia đình cần phải lưu ý: không mắc các bệnh ngoài da, không đeo đồ trang sức ở bàn tay, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, rửa tay thật sạch bằng xà phòng, mang găng tay khi chế biến hay tiếp xúc với thực phẩm, nên sử dụng kẹp gấp thức ăn. Giữ gìn bàn tay sạch là góp phần phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. DVD ca nhạc Chúc Tình Quê đang phát hành tại số 2729 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 9147538. Nào ta cùng hát, hãy cùng hát và hòa nhịp sôi động cùng với chương trình. Nào ta cùng hát, một chương trình mang phong cách mới, sôi động trẻ trung, hấp dẫn và lôi cuốn. Nào ta cùng hát để khẳng định phong cách của chính mình. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đúng rồi. Chúng tôi đã quyết định chọn xi măng Hosin, nó bền chắc lắm. Anh quyết định đúng đấy. Để xây ngôi nhà mơ ước, hãy dùng xi măng Hosin đa dụng với cường độ ổn định, bề mặt láng mịn và luôn bền chắc. Với Hosin, bạn đã quyết định đúng.